Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã tiếp tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik đến nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan bày tỏ vui mừng khi nhận thấy những bước tiến triển trong quan hệ song phương, nhất là về hợp tác kinh tế khi liên danh do công ty Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu đã trúng thầu xây dựng nhà ga hành khách của sân bay quốc tế Long Thành năm 2023. Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ còn dành sự quan tâm, hỗ trợ và sát cánh bên nhau trong những giai đoạn khó khăn, dịch bệnh. Dự kiến vào tháng 10 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoan sẽ thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy hợp tác về quản lý đô thị bền vững. Ông cũng mong muốn đại sứ sẽ cùng với thành phố tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch dịch vụ để thúc đẩy lợi thế phát triển của cả hai bên, đồng thời sớm thành lập Tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng lãnh sự quán.